Hello, thân mến chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh channel của mình. Ngày hôm nay trời cũng hơi ấm cho nên mình sẽ đi ra ngoài tản bộ và sẽ tâm sự với tất cả mọi người nha. Chờ mình chút xíu nha. Mình đang làm một cái ly nước cam chanh dây ép. Chanh dây nè. Với hạt chia. Uống cho nó giảm cân. Chua bây giờ mình sẽ đi tản bộ xong rồi giờ mình uống tiếp. Đây các bạn xem đây, khung cảnh bữa nay khá là mát nhưng mà nó mình phải mặc áo lạnh vô, tại vì cái thời tiết mà trời đang mà mùa đông cái nó chuyển qua mùa xuân á, là nó đang đổi thời tiết á, mà mình không mặc áo giữ giữ ấm cơ thể mình sẽ rất là dễ bệnh, tại vì cái gió này nó cũng còn se se lạnh giống như ở bên Việt Nam mình, mà cái mùa 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 tháng 11 á, tháng 10 tháng 11 bắt đầu nó đến á, là nó sẽ có cái không khí giống như vậy nè, nó sẽ se se lạnh, gió nó lạnh 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 á, nó không có quá lạnh nhưng mà mình phải giữ ấm cơ thể để rất là dễ bệnh, tại vì cái thời tiết này nó kêu mình giao mùa rất là dễ bệnh. Thì các bạn thấy không khí bên đây hả, mà ngày hôm nay là trời nó hơi ui, nó chưa có nắng đúng không? Mà nếu như mà đối với cái người Mỹ ở bên đây á, mà họ sống như vậy á, mà trời mà có nắng là họ rất là mừng các bạn. Họ rất là mừng, họ rất là thích trời nắng. Khi mà trời mà nắng á, cái người ta là hầu như là ta đi ra ngoài ta phơi nắng, hoặc ta sinh hoạt, ta chơi, ta làm việc ở ngoài trời cho nó có cái không khí nắng á, để họ 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 sưởi ấm, thứ nhất là sưởi ấm, thứ hai là họ đi hứng ánh nắng mặt trời để cho cái cơ thể của họ nó có được cái canxi á mọi người, và da của họ sẽ khỏe mạnh hơn, không có bị dị ứng da, hoặc là cái sức đề kháng của họ sẽ cao hơn. Thì ở bên Việt Nam mình á, là họ thích cái tuyết đúng không? Cái mùa đông mà có tuyết rơi nhìn nó đẹp, nó lãng mạn, nhìn nó rất là kêu bằng giống như trong phim vậy, nó đẹp đúng không? Nhưng mà còn đối với người Mỹ bên đây họ rất là sợ tuyết các bạn ơi, mà hầu như ở ai ở đây họ cũng rất là sợ. Mà mình qua đây mình lúc đầu mình cũng rất là thích tuyết, mình đi bắt đầu mình thấy tuyết là mình mê lắm. Trời ơi, tuyết cái là mặc đồ chạy ra chơi tuyết rồi ha, xong rồi một lần hai lần là bệnh bệnh xong bắt đầu sợ luôn, và hệ lụy của tuyết là rất là nhiều, là ví dụ như trời tuyết nè ha, là không trồng cây được ha, dễ bệnh ha, rồi rồi không đi ra ngoài nấu nướng được, nấu trong nhà nó hôi nhà ha, rồi trời tuyết cái thì nó thất nghiệp nhiều nữa nè, rồi công việc làm nó không có nhiều, nó nếu như mấy người làm hãng này sẽ bị cắt cắt giờ đồ nhiều, rồi những người mà vào tuyết cái thì nó sẽ kéo theo là đường đi trơn trượt, chạy xe cũng trơn trượt, rồi gì nữa, phải tốn tiền mua muối rải ở nhà, rồi mỗi lần tuyết xong là phải dọn dẹp, tại vì nếu như các bạn không dọn dẹp là nó kêu bằng dọn dẹp xe rồi đó, mỗi lần đi làm là phải dọn dẹp xe để cho cái xe nó cào bớt cái tuyết xuống, để đừng có bị tuyết phủ xe nhiều quá nó hư xe, hoặc là đi đi làm không được. Rồi tiếp nữa là ở cái đét hay bất cứ ở khu vực cái sao đó, mình luôn luôn phải làm vệ sinh đó các bạn. Nãy giờ mình đi mới có 3 phút mà gió nó thổi bắt đầu mình thấy lạnh nữa, lạnh giống như cái mùa đông ở bên Việt Nam vậy đó, lạnh lạnh các bạn ơi. Đó các bạn thấy à. Rồi cái mùa mùa đông ở bên đây thì người Mỹ người ta rất là sợ tuyết, mà có nhiều khi cái tuyết nó rơi dày quá, nó rơi trên nóc nhà dày quá cái người ta phải chạy lên nóc nhà ta cào tuyết xuống để thôi nó sập nhà. Các bạn thấy không, đường này rất là vắng, lâu lâu mới có một chiếc xe thôi. Trời cũng còn lạnh lạnh, thường là giờ này chắc người ta không, người ta chưa đi tập thể dục, chiều chút xíu nữa ta mới tập thể dục nhiều, nhưng mà tại giờ có mình đi thôi. Wow, lạnh quá.
Rồi ở bên đây á, mà cái thời trời tuyết á, là người ta rất là sợ, vì người ta đi làm, người ta chạy xe nó nguy hiểm lắm, trơn trượt nữa, dễ dễ gây tai nạn lắm, dễ tai nạn xe lắm. Còn ở bên Mỹ, còn bên Việt Nam mình á, thấy trời tuyết là ham đúng không, mê đúng không, thấy tuyết rơi là khoái lắm. Mà bên đây người Mỹ người ta sợ lắm, mà ta thích nắng hơn, nó thích trời nắng hơn. Ví dụ như trời nắng á, thì họ đi làm được, với họ phơi phơi nắng á. Các bạn thấy nhiều khi á, ở bên đây hả, tới mùa hè bắt đầu họ đi phơi nắng, họ đi phơi, họ mặc quần đùi áo dày, bắt đầu họ đi phơi cho nắng nó ăn da họ đen bớt. Mấy người bên đây mà ai mà trắng là không có đẹp, phải đen ngăm ngăm, nước da bánh ít là mới đẹp. Còn cái nước da mà trắng quá là người ta nói bệnh, ta kiểu là nước da trắng quá là mấy người đó không có việc làm á. Mấy người mà nước da trắng quá là mấy người ta thất nghiệp á, người ta ở nhà nhiều á, người ta không đi làm á. Còn những người mà nước da người ta đẹp á, người ta đen, nước da bánh ít rồi, là mấy người đó họ họ đi làm rồi họ phơi nắng, hoặc là họ tiện đi, họ đi du lịch á. Y có cây mai đẹp lắm mà các bạn, mình cho các bạn coi cây mai Mỹ nè. Nè các bạn xem nè, cây mai Mỹ ở bên đây là mùa xuân là người ta trưng cái mai này nè các bạn, đẹp không, cái hoa của nó nhỏ 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 nè, các bạn thấy không đó, cái cây đẹp không. Em mà đứng mình quay phía bên này cho các bạn xem nè, họ trồng nguyên cái hàng rào, nhìn đẹp không đó. Đẹp quá, thấy không, cái lá nó cũng ngộ nữa nè, mọi người xem cái lá nữa nè, cái lá nữa nè, cái lá của nó tự tự như lá xin rồng nha. Đẹp không, cái bông mai đẹp quá trời. Trời ơi, hết hồn hết vía. Các bạn coi nè, làm hết hồn hết vía à, quỷ quỷ âm binh, mẹ cha mày. Tự nhiên đang đang ngắm hoa, ảnh bay ra anh làm giật mình. Hello, hello, hello anh bạn, hello, đâu rồi, vô rồi. Nó thấy mình thò tay vô coi 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 mai á, cái là nó hung dữ, nó làm sấn 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 là ớn. Đây nè, mày không cho tao coi nó, tao coi ở đây, đây đây nè các bạn, cái mai nè, đẹp không, đẹp không, đẹp không, nó cái mai quá đẹp luôn, thấy không. Đó, đẹp quá, đẹp quá. Bữa bữa nay là cái trời nó vào xuân, cái đổi qua cái mùa 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 xuân đó, cái nó có mai nè. Đây là mấy cây mai nè các bạn. Đây một cây nữa nè. Bạn thấy không? Đây là một cây mai này không? Đi tản bộ chút xíu xong vòng lại. Ở bên đây á, là người ta sợ tuyết. Còn ở bên Việt Nam mình là khoái tuyết đúng không? Rồi ở bên Việt Nam mình là sợ sợ nắng, mà bên đây người Mỹ người ta rất là thích nắng, ta mê nắng lắm. Ví dụ như trời mà nắng ha, là người ta đi ra, người ta tắm nắng rồi người ta làm đủ thứ mọi việc á, để người ta sưởi ấm cái nắng á. Còn người Việt mình á, thì mình sợ nắng, mình trùm kín mít đúng không, mình sợ nắng lắm. Ủa phải không ta, mình quẹo xuống như này đúng không ta? Đó, người ta sợ nắng lắm, người ta trùm kín mít đúng không? Hồi đó mình bên Việt Nam mình cũng vậy, mình rất là sợ nắng. Trời ơi, mình thấy nắng một cái là mình trốn thấy bà luôn. Còn không mình trùm 3 4 lớp, 5 6 lớp, trùm kín mít, không có dám lú ra luôn á. Còn bên đây là nắng mà ta mê lắm. Người ta mà thấy nắng một cái là ta mừng lắm, bữa nào mà thấy thấy tuyết một cái là giống như là bão táp phong ba, bà giống như là trời sập vậy đó, người ta không có giá, người ta sợ tuyết dữ trời lắm các bạn. Cho nên mình thấy hả, bữa nay trời ấm ấm nè, bởi vì lý do tại sao mà các bạn xem YouTube á, các bạn thường thấy người ta khoe
khoe là hôm nay là trời nắng ấm nè các bạn, mời các bạn đi đi dạo phố cùng mình. Ê, thôi bây giờ mình đi vòng lại, mình đi vòng lại, đi vòng lại nha. Đó, cái cây này nó để sao không được, phải cầm đứng vậy nè, hơi hơi mỏi tay chút xíu đó. Mấy cái cây có mấy dáng đẹp ghê các bạn, thấy cái cây to này nè, nè cái cây to này nè, cái dáng đẹp ghê không? À. Lạnh á, nè các bạn thấy lạnh nè, đỏ là mũi hết trơn rồi nè, lạnh á, thấy gì chứ, thấy ấm ấm vậy chứ lạnh thấy bà luôn á, gió thổi nãy giờ muốn chết luôn. À, cho các bạn đi xem khu cái đường xá phố xá của bên Mỹ như thế nào rồi đó, các bạn thấy không? À, tâm sự với bạn chút đỉnh cho các bạn biết được là cái tuyết đối với người Mỹ họ như thế nào, họ rất là sợ tuyết. Mà mình nghe chồng mình nói ở đây mấy chục năm rồi á, mà nghe chồng mình nói là tuyết đến là mình chạy xe ta lái yếu là dễ bị tông lắm, mà mỗi một lần tông xe như vậy là nó sẽ lên cái tiền bảo hiểm. Các bạn xem cái cây này đẹp ghê không, mình cho các bạn xem cái cây này nè, đẹp ghê không các bạn, xem cái tán cây nhìn đẹp không, nhìn đẹp ha, cái bông nó cũng đẹp nữa, bông nó trắng trắng nhuyễn nhuyễn nhuyễn. Thôi mình đi xa chỗ này một chút để điện thoại cái anh nè, anh Don anh đi ra anh chào hỏi mệt lắm, đi qua bên đây đó, lạnh quá. Thấy gì chứ lạnh chết luôn. Đây nè, chim sáo nè các bạn, chim sáo đen nè, chúng nè, nè chim sáo đen nè, nó đây nè, nó đây nè, chim sáo đen ở bên Mỹ này nhiều lắm, nó không có đen thui luôn mà nó có một cái ức nó hơi cam cam, cái ức nó màu cam, nhiều lắm ở bên đây, nhiều lắm. Chim sáo đó bên đây rất là nhiều. Đó. Còn đây là cái trường dòng. Đây là cái trường dòng để dành cho học sinh rồi nè. Nó lại học chữ. Đây nè. Đây là cái trường dòng. À, người ta chở con người ta lại đi học á, miễn phí không có tốn tiền. Đi đến nó gửi con vô đó học. Không có tốn tiền. Mà ví dụ như mình không có thu nhập á, mình xin vô đó mình học cũng được luôn, người ta cũng cho luôn. Ở khu bên đó, cái chỗ đó là cái công viên, chỗ đó là công viên đó các bạn, qua đó ngồi chơi. Nhưng mà mình ít khi nào ra đó lắm, không có gì chơi chứ. Ở bên Mỹ này người ta thích ở nhà hơn ra ngoài, ở nhà nó an toàn. Ra ngoài nhiều khi á, hả, xui xui gặp mấy thằng khùng khùng. Ở bên đây người Mỹ nhiều khi nó bị lãnh cảm á các bạn, nó giống như nó không tiếp xúc được người á. À, chào vợ chồng đồ đi làm hết rồi, con cái ở nhà không có, đầu nó bị khùng á, cho nên nó hả có nhiều người khùng mình không biết được đâu. Không giống Việt Nam đâu, ví dụ như Việt Nam mình bị stress á thì còn gặp người này người kia nói chuyện đồ giải stress đúng không, còn bên đây là không có. Bên này mà nếu như mà ở nhà ghiếc á, ghiếc là thành khùng luôn á. Và những cái thành phần đó cũng khá là nhiều, cho nên á, thường người ta thích ở nhà hơn, an toàn. Bởi vì ở bên Mỹ này người ta không có thích qua lại. Nên nhiều khi á, mình nói chuyện với người đó mình thấy bình thường đúng không, nhưng mà cái người đó họ bị tâm thần phân liệt rồi á, mình không có biết được đâu, không có nhận ra được đâu. Bên này khó đón mấy người cái chuyện đó lắm. Mà mấy cái bệnh đó, mấy cái bệnh khùng khùng đó, nó bộc phát lúc nào mình không có biết được. Rồi mình cho các bạn xem nè. Ở bên đây á, người ta hả tới cái mùa đó là lá rụng rồi đó, là người ta phải cho vô bịch. Người ta cho vô bịch, người ta hốt, người ta cho vô bịch. Đây nè, mình quay cho các bạn xem. Đây nè các bạn, à, thấy không? Bịch nè. Phải hốt, phải hốt lại cho vô một cái bịch vậy đó, rồi để dài dài vậy đó, rồi xe rác nó lại là nó sẽ hốt mấy cái đó đi.
Nếu như mà mình thay vì ở bên Việt Nam là mình làm thì làm, không làm thôi, đâu có ai bắt ép mình đâu, đúng không? Nhưng mà bên đây là bắt buộc, chính phủ họ bắt các bạn làm. Nếu như các bạn họ đi ngang và họ thấy mà sân cỏ của mình nó lên cỏ cao quá, dơ giấy hay là mình bỏ phế quá, là nó sẽ gọi cái chỗ bảo vệ môi trường đến và phạt mình đó. Bên đây có cái bình bông, có mấy cái bụi bông đẹp quá trời luôn, quay cho bạn xem đây nè, đẹp ghê không? Đẹp không? Đẹp quá à. Cái hoa này mùa đông nó rụi xong rồi bắt đầu cái mùa mùa xuân bắt đầu nó mọc lên lại, đẹp không? Các bạn xem cái cây này đẹp ghê. Cái cây này mà mình trồng theo kiểu cái đường đó, mình trồng số lượng nhiều á, nó rủ xuống nhìn đẹp ghê không? Nè nè, thấy nó đổ xuống không? Rồi, ngày hôm nay là cả một buổi chiều như vậy là mình đã dẫn tất cả mọi người đi dạo và tâm sự cùng với mình rồi. Thì mong là tất cả mọi người cảm thấy thích thú với video này và đăng ký subscribe kênh cho mình nha. Nhớ ủng hộ mình bằng cách là subscribe, like và nhấn chuông để nhận được nhiều thông báo hơn khi mà mình đăng video nha. Mong là những gì mình chia sẻ sẽ giúp ích được một số người chuẩn bị qua Mỹ hoặc là những người đang quan tâm với nước Mỹ và cuộc sống hàng ngày của những người Việt Nam sống ở nước Mỹ như thế nào. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Bye bye và hẹn gặp lại vào những video sau nhé. Bye bye.